Thưa quý vị và các bạn, dưới sự đồng lòng nhất trí của nhân dân cùng với nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị qua các thời kỳ, huyện Khói Châu sau 25 năm tái lập cũng có nhiều dấu ấn về sự phát triển vượt bậc với kinh tế xã hội phát triển toàn diện, hạ tầng đô thị, giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại, an sinh xã hội, y tế, giáo dục được nâng cao. Đó chính là nền tảng vững chắc để Khói Châu có được nhiều bứt phá trong thời gian tới. Những con đường khang trang được mở rộng, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, cảnh quan nông thôn văn minh hiện đại hình thành ở mỗi khu dân cư là những trái ngọt mà xã Đồng Tiến có được sau hành trình gần 14 năm xây dựng xã nông thôn mới cho đến cán đích là xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Tận dụng lợi thế phát triển thương mại dịch vụ trên trục đường quốc lộ 39, cùng với đó là huy động tối đa các nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Tất cả đã tạo nên diện mạo xã Đồng Tiến ngày một khang trang, văn minh và hiện đại sau 25 năm tái lập huyện. Rất phấn khởi, quê hương chúng tôi giờ đổi thay rất nhiều. Đi quanh vòng quanh thôn xóm chúng tôi thì điện đường khang trang rất là đổi mới. Người dân chúng tôi là rất là yêu miền đất ở đây. Để xã đạt được nông thôn mới kiểu mẫu thì Đảng ủy, chính quyền, các tầng lớp hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đồng lòng đoàn kết ủng hộ, tập trung mọi nguồn lực, công sức, trí tuệ thực hiện các cái tiêu chí, kiến thiết các cái cơ sở vật chất của các công trình công cộng, tìm mọi nguồn lực làm các cái tuyến đường giao thông cho nhân dân để phát triển kinh tế. 25 năm qua, Khói Châu trở thành vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp chất lượng cao với nhiều loại cây trồng giá trị kinh tế cao như cây có múi, cây cảnh, nghệ, chuối tiêu hồng, gà đông tảo, khai thác tối đa lợi thế ven sông Hồng để phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Chúng tôi phấn đấu đến hết năm 2024 thì toàn huyện sẽ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thế và có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh cũng như là cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khói Châu đã đề ra. Sau chặng đường 25 năm tái lập, từ một huyện có xuất phát điểm thấp với muôn vàn khó khăn, huyện Khói Châu hiện nay đã đạt được những kết quả toàn diện ở mọi mặt đời sống xã hội. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2023 đạt 88 triệu đồng. Từ không có dự án nào, sau 25 năm tái lập đã thu hút được trên 200 dự án đầu tư. Trong đó, gần 100 dự án đã được giao đất và triển khai đi vào hoạt động hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân trên 9% năm, giá trị thương mại dịch vụ tăng bình quân trên 10% năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Theo nghị quyết của tỉnh Đảng bộ, Khói Châu sẽ phát triển trở thành thành phố vào năm 2037 và trở thành thị xã năm 2030. Mà để đạt được điều đó thì quan trọng nhất là cái bước đó là thu đầu tư. Thứ hai đó là nguồn lực. Ngoài nguồn lực đất đai, nguồn lực tài chính, đó là nguồn lực con người. Đột phá các cán bộ để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, khơi dậy cái khát vọng Khói Châu trở thành thị xã, trở thành thành phố như là hoạch định của tỉnh. Với những nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và thành tựu nổi bật rõ nét sau 25 năm tái lập chính là nền tảng vững chắc để Khói Châu đạt được nhiều bứt phá trong tương lai.